chùa Phước Kiển, nằm sát sâu trong xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Nhưng ngôi chùa Phước Kiển vẫn được nhiều du khách biết tới bởi loài sen vua. Tới huyện Châu Thành chỉ cần hỏi đường tới chùa Lá Sen, bất kỳ người dân nào cũng rành rẽ chỉ đường cho bạn. Từ quốc lộ 80, bạn rẽ sang con đường khá lắt léo, ven sông, chỉ đi được xe hai bánh. Qua cây cầu gỗ sẽ tới nhìn thấy cổng chùa. Trong chùa khá đông Phật tử, du khách tới nhưng bao trùm vẫn là không gian tĩnh lặng, trong tiếng đọc kinh đều đều. Những người tới cổng có ý thức tắt máy, dắt xe đi qua hàng dừa dịu mát. Sau khi đi vào lễ, hầu hết du khách đều dành thời gian đi quảng cảnh xung quanh khuôn viên chùa. Trong chùa trồng rất nhiều loại cây hoa quả khác nhau, nhưng điểm thu hút nhất vẫn là ao sen phía bên cạnh chùa. Mùa nước nổi tháng 9 tháng 10 cũng là lúc thích hợp để bạn đi ngắm sen vua. Bởi lúc đó lá sen ra nhiều, to, dày, nặng, bao phủ kính mặt ao. Ao sen hình vuông với các lá sen hình tròn tượng trưng cho trời tròn đất vuông theo quan niệm của người xưa. Sen vua là loài cây mọc nhiều ở vùng Amazon ở Nam Mỹ, dần được đem sang trồng ở các vườn bạch thảo một số quốc gia. Cây nổi tiếng bởi khả năng chịu đựng sức nặng lớn từ 50 đến 100 kg. Đây là loài cây lớn nhất trong họ súng, lá dày, tròn, có mép lá dựng lên, đường kính lên tới 2 hoặc 3 mét. Thời chiến tranh, chùa Phước Kiển bị bom dội nên để lại nhiều hố bom. Ao sen vua cũng chính là một hố bom được cải tạo thành nơi trồng cây đặc sắc. Tuy nhiên, không ai biết người nào đem giống sen lạ về gieo trồng ở đây. Người dân địa phương chỉ nhớ đầu những năm 1990 đã thấy loài cây này phát hiện trong ao chùa. Dù nguồn gốc ở xứ lạ, nhưng sen vua có sức sống lạ kỳ. Năm 1998, ao sen cạn nước nên các loại cây đều bị chết. Nhưng cái mùa nước nổi, sen lại mọc và nở hoa. Hoa lúc đầu có màu nhạt, rồi chuyển dần sang màu hồng, màu đỏ. Bông hoa nhỏ tương tự các như các giống sen bình thường. Hạt sen nhỏ có thể ăn được, mặt trên của lá xanh mướt, mặt dưới có gai nhọn. Ở chùa Phước Kiển có dịch vụ cho khách ra chụp hình với lá sen vua khá quy củ, trật tự. Bạn sẽ bước vào cây cầu bắc ngang ao xuống lá sen qua một tấm ván. Sẽ có người giữ ván và đảm bảo bạn lên được lá sen an toàn. Nếu muốn tự chụp lại hình, bạn cũng có thể đề nghị và trả phí phù hợp. Ngoài lá sen lớn, ngôi chùa nhỏ còn nổi tiếng với ông Quy, con rùa nặng cả trăm ký. Theo chuyện kể lại, ông Quy từng bị bắt đi nhưng đã trốn thoát, vượt vài chục km về chùa. Sau này rùa mất, sư trụ trì thương tiếc giữ lại đem thờ cúng. Trong chùa hiện vẫn nuôi một vài chú rùa nhỏ gần gũi thân thiện với du khách.